Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chương trình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn con roi cua này các bạn nhé. Con này thì không chạy pin mà cũng không chạy cord các bạn nhé. Con này thì chạy bằng cơm. Ok, các bạn đã biết chạy bằng cơm như nào chưa thì tí nữa thì mình sẽ show cho bạn xem nhé, xem nó chạy như nào. Đây, để mình view gần lại cho các bạn xem. Con cua này khá là hay các bạn ạ. Mình khá là kết con cua này, mặc dù nó không chạy mạnh bằng pin, không chạy bằng cord. Tuy nhiên lại rất là đặc biệt. Ok, bây giờ mình sẽ view gần để cho các bạn xem nha. Ok các bạn, đây con cua đây. Thì trong này có hai khẩu súng này các bạn này. Bên trong càng của nó có hai khẩu súng này. 8 cái chân. Khi chạy thì cái càng của nó sẽ gập ra gập vào và cái này nó sẽ quay. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem nhá. Chạy bằng cơm là chạy như nào? Chạy bằng cơm tức là phải có người run các bạn ạ. Ok, đó à. Được chưa? Các bạn thấy đặc biệt chưa? Đó. Đây. Khi chạy thì cái mai của nó sẽ xoay và cái càng của nó sẽ ra gập vào. Cạp cạp. Con này sẽ kết hợp một con roi nữa các bạn nhé. Sẽ kết hợp với một con roi nữa để mà để trên lưng một con roi khác. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ mở cơ chế chuyển động của nó cho bạn xem nhé. Đây. Các bạn đã thấy ở đây có một cái bánh răng này. Khi cái bánh răng ở dưới xoay thì nó làm xoay cái bánh răng ở đây. Đó các bạn thấy chưa? Xoay cái bánh răng ở đây thì là ở đây lại có một cái bánh răng nữa tiếp giáp sẽ làm xoay cái mai của nó. Ok, mình cũng xin dừng video đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Thân ái chào các bạn.